Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bất Động Sản Quyên Hôm Hôm nay mình sẽ nói về thông tin mới nhất về việc đưa 5 huyện tại Hà Nội lên quận. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 3599 UBND gạch NC về việc báo cáo tình hình thực hiện đồ án đầu tư xây dựng 5 huyện lên quận. Các bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân 5 huyện phát triển lên quận có nhiệm vụ báo cáo kết quả đạt được cụ thể của từng tiêu chí đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021 tại công văn nêu rõ để triển khai các đề án đầu tư xây dựng phát triển năm huyện gồm Hoài Đức, Hanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng, Thành Quận theo nghị quyết số 21 NQ gạch HDNG ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về kế hoạch đầu tư công trung hạn xe đoạn năm 2021 đến 2025 của thành phố đã bố trí kế hoạch đầu tư. Theo đó, căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo xây dựng phát triển năm huyện trên, giám đốc các sở là thành viên ban chỉ đạo khẩn trương rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được sao trong việc đầu tư xây dựng năm huyện lên quận, đề xuất thành phố các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để xây dựng năm huyện thành quận, phân vân. Các bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban dân năm huyện nêu trên là thành viên ban chỉ đạo báo cáo kết quả đạt được cụ thể của từng tiêu chí đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021, ước lượng thực hiện đến hết năm 2021, đánh giá những tiêu chí nào đạt, những tiêu chí nào chưa đạt, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể, giải pháp, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cần phải triển khai để trở thành quận trong giai đoạn năm 2021 đến 2025. Cùng với đó, tổng hợp số dự án cấp huyện và số vốn theo ngành, lĩnh vực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 đến 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ hoàn thiện tiêu chí linh quận. Trước đó, đầu tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo xây dựng phát triển năm huyện thành quận. Theo thông tin tại buổi họp, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án phát triển lên quận đối với huyện Hoài Đức với mục tiêu huyện lên quận vào năm 2020. Đối với bốn huyện còn lại là Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ lên quận. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã bố trí hơn 10.600 tỷ đồng trong giai đoạn năm 2016 đến 2020 để đầu tư các dự án cấp thành phố trên địa bàn năm huyện. Tuy nhiên cho đến nay, cả năm huyện đều có từ 3 đến 6 tiêu chí chưa đạt, trong đó đều chưa đạt hai tiêu chí quan trọng là cân đối thu chi ngân sách và mật độ đường giao thông đô thị. Các huyện đều kiến nghị thành phố cho phép được hưởng 100% tiền sử dụng đất thu được từ các dự án được giao đất có tu tiền sử dụng đất trên địa bàn, được hưởng 100% khoản thu thế phát sinh tăng cường phân cấp cho cấp huyện đầu tư lĩnh vực giao thông, vân vân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy để lại một tim và nhấn theo dõi kênh Bất Động Sản Quyên Hôm nhé.